Chị, cháu đi đâu? Cháu biết nhà bạn này ở đâu không? Biết. Ở đâu? Nhà bên dưới, nhà bên trên. Nhà bên trên, nhà cũ à? Hai tay. Nhà cũ đây phải không? Cháu học lớp mấy rồi? Lớp 5 á. Bạn này có đi học không nhỉ? Không ạ. Không à? Ôi dồi, ngoan thế, còn tìm cô này. Hai tay. Xin chào các bác ạ, hiện tại thì anh em đang có mặt tại cán Chu Phìn, một xã nằm ở trong huyện Mèo Vạc. Và ngày hôm nay thì anh em có đến thăm một cậu bé mà thời gian vừa rồi thì em bé cũng có một dịp là chia sẻ lên kênh các bác ạ. Đây, không biết là các bác nhìn nó rõ hay không thì không rõ, nhưng mà cậu này thì nghe nói là bị u mũi các bác ạ, đã từng đi u máu ấy, nhưng mà bị ở chân mũi, bịt một lỗ rồi. Thì nghe đợt trước có nói là cũng được đi khám chữa ở đâu đó Hà Nội rồi. Tuy nhiên thì không biết là tình trạng bệnh cậu ấy như thế nào. Khi mà đi vào nhà em May chia sẻ thì cũng có cụ ông 90 tuổi, là một mạnh thường quân, đã từng theo dõi ở trên kênh rất là lâu rồi. Thế nên là cụ cũng có muốn giúp cậu này là 1 triệu đồng. Và hiện tại là cái quỹ đấy đã về đến kênh rồi. Hôm nay thì anh em sẽ lên trên này tìm hiểu về cuộc sống của cậu bé này, là thứ nhất. Và thứ hai là cũng trao một phần quà cho gia đình để gia đình có một chút nhu yếu phẩm cũng như là bao gạo để mà dùng đấy các bác. Mời các bác là cùng theo hai chị em nhé. Hiện tại thì nhóm còn mỗi hai chị em thôi. Không rõ là lên trên nhà thì gia đình còn có nói được tiếng phổ thông hay không thì em không rõ, nhưng mà để mà nói tiếng Mông thì chỉ gọi là hỏi sơ thôi, chứ còn những cái tình trạng bệnh nó sâu xa đi hơn ấy thì hơi khó khăn các bác ạ. Hiện tại chưa tìm được người phiên dịch. Mời các bác nhé. Cháu chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ạ. Mời ông bà, cô bác, anh chị xem video vui vẻ. Bây giờ là mỗi hai chị em thôi đấy các bác ạ. Chỉ còn hai chị em người bản địa ở đây nữa. Bình thường là tem có 4 thành viên cơ. Còn bây giờ là cũng chỉ còn hai chị em thì thôi cố gắng thôi chị nhỉ. Cố gắng thôi. Đấy. Nghe bảo cái nhà này, cái nhà bên kia. Nhà mới rồi. Nhà cũ ấy. Vào đấy mình lại cho xem cái ảnh đấy chứ. Đây trồng nhiều củ cải nhà, cái cây này thì khả năng ngon nhỉ. Cái củ cải này không ngọt không tí. Cái này bà con chỉ yếu là chăn lợn thôi, nhưng mà đại khái là củ này để mà làm cái củ cải chua ngọt ấy cũng rất là ngon các bác ạ. Với lại làm cái tàu xoay ấy, quê em bé cũng hay có cái loại đấy, ăn cực kỳ là ngon luôn đấy. Ui ô, cái này à. Củ này kéo khi phải được 1 cân chị. Hả? Đây. Ngọt á? Bóc ăn luôn á? Ngọt á? Ghê thế. Xin bà con một củ. Người. Không biết là đường vào đâu, thì có lẽ là nhà này đấy. Nhà này trong hai nhà này thôi, không biết là nhà nào. Ở đấy có đường. Có. Củ này bà con phạt đi rồi. Ôi. Này các bác, to chưa? Này chị ăn đi, thích ăn ăn đi. Ăn được. Nhiều. Đi ra về gọt. Chơi bài dân dã. Còn mà cái này chấm với lại muối là chấm chéo là ngon. Đúng không? Nó không cay nhỉ? Công nhân chuyện phàm này, cái gì cũng sẽ ăn được. Okay. Đây củ bà con phạt đi rồi các bác nhé. Người ta em mới đi đường này, đường này. Đằng này. Đợt trước chỉ một lần rồi, nhưng mà bây giờ anh em lại mới lại đi tìm các bác. Bố ơi. À, khóa cửa. Thế chắc không phải đây nhá. Phải đấy, nhưng mà mỗi tội là nhà nó khóa rồi. Dưới này ấy. Cũng dưới này mà chắc. Đó là đường, không phải đường đấy. Đúng không? À, đường đấy rồi ấy. Là chính ở cửa, cái cây này khóa rồi. Con đi đâu ấy?
Đang làm gì? Chào anh chị, chào bác. Bà đang ấy à? Nhà này nhà ở bên trên à? Ở nhà nhà trên này. Trên này. Nó ở nhà không nhỉ? Chẳng biết cơ. Chẳng biết. Không có cửa rồi. Không có cửa rồi. Có số điện thoại gọi về không? Nhưng mà nó không có mua rồi. Em đi gọi cho nó. Vâng, ok. Các bác đang làm ấy à? Đang làm cúng à? Vâng. Đây các bác đang cái cúng. Các bác làm đi. Em chờ một tí. Dạ. Vâng, mời anh chị. Ngồi. Rồi. Vâng, gia đình cứ làm đi. Thế em khả năng lên trên này đợi một tí. Vâng nhá, gia đình cứ làm. Vâng. Em vào hộ em ấy nhá. Vâng. Ok. Vâng, em cảm ơn. Cái này phải chờ một tí các bác ạ. Đây, trên xe đây. Thôi, gia đình mình cứ làm việc đi. Đấy, nó còn đi học không nhỉ? Nó học nhưng mà lại bỏ rồi các bác. Vâng, thế tí nữa bác lên hỏi em một tí nhá. Dạ. Gia đình đang làm việc thì cũng không làm phiền nữa. Không rõ là bên này hay bên này. Chắc là bên này. Thế là cậu bé này cũng mồ côi cha các bác ạ. Bây giờ thì em mới biết đấy, bởi vì trước đấy cũng gặp mấy lần, tuy nhiên thì chưa tìm hiểu kỹ. May mắn thì hôm nay có phần quà chỗ cụ ông 90 tuổi thì em bé mới vào để tìm hiểu sâu hơn về hoàn cảnh cũng như là xem. Chị gái nhá. Chính rồi. Đấy à? Chính rồi. Lúc chơi nhon đi rồi. Luôn đi hiểu ít luôn. Một chế. Một chế nào? Một chú xua đi chẳng. Có. Đi rồi. Ủa chưa tụi chính á? Ừ. Ủa chưa tụi nị à? Chính. Bảo chính nói được mà. Ừ. Chính nói được. Chính hải cháu chi tàu mà. Không biết đâu. Đấy bác cái thang đây. Vâng. Xong chưa? Xong rồi bác thang đây em nhờ một tí nhá. Cho món quà nhá. Cho các bạn một tí. Cái hình như càng ngày càng to lên rồi sao? Bây giờ cái mắt này, bọng mắt này. Mắt này hôm trước cô lên nó còn nhỏ như thế này thôi, sao bây giờ to lên rồi? Đấy, bây giờ nó càng dần nó càng nặng hơn rồi đấy. Càng to. Bịt mắt một bên mũi rồi này, bên này là bịt hết rồi này. Còn mũi bên này thôi. Bây giờ còn thở được mũi bên này. Mấy lát trước nó bị đau tính thôi mà bây giờ nó lỗ đâu nó có ít hơn bây giờ đâu có. Bây giờ càng dần càng to nhỉ. Vào trong chỗ dâm dâm này đi, nói chuyện một tí rồi bác. Không đi. Nói xem. Các em vào nhà. Bé này hôm nay đi học à? Nó bị cống rồi. Làm cúng à, nghỉ ở nhà làm cúng á? Bao nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi. Em là 10 tuổi rồi. Ồ, nhà đây. Nhà trong nhà cũng hơi hơi tối một tí nhỉ. Chắc là để bỏ gia đình ở đấy ngoài này nói chuyện cho nó sáng ấy, để xem cái tình hình bệnh của bạn này. Em bé tên gì? Em ấy. Em tên là Lào Thị Xóa. Ai dù, nói giỏi thế nhỉ. Bảo gia đình ra đây. Cái tình hình em là cái người vừa rồi đưa em may này đi xuống Hà Nội ấy. Vâng. Máy đi máy. Máy ấy là
các em đưa đi Hà Nội. Vâng, nhưng mà đi mổ về rồi ấy. Vâng, bây giờ nói chung cái kia vẫn phải tập luyện nhiều vào mới khỏi được. Vâng. Em hỏi tí là cái tình hình bệnh của em này là nó bị như thế này được lâu chưa? Nó lâu rồi. Được mấy năm rồi? Sắc khó bây giờ bé chỉ thổi to xong mà cũng sẽ xàm mà mốt lâu là to chí xong năm à. Này là em nó đi khám tận đâu chưa? Nó đi khám rồi cũng Hà Nội khám rồi. Nên một lỗ rồi, không nhìn hả mà. Không nhìn, là không nhìn lỗ. Đi sớ Hà Nội chứ. Bên thì một con sắp rồi. Sắp rồi chứ là không nhìn. Nó sờ vào này đau thế à? Thì chỉ mô nó bảo là không đau. Nó phát mà tiếp sờ này đau. Sờ vào đâu? Phát tỏ tiếp khô đâu? Phát tỏ nếu chỉ khô thì. Sờ vào không đau á? Cái đấy thì chạy biết làm thế nào. Nó mà đi khám đâu đợt trước các em hỏi bảo là bị u máu à, cái gì nhỉ chị nhỉ? U máu này. U máu. Phải không? Phải bị u máu không? Đây là mẹ, thế là chồng cô là mất lâu rồi à? 6 năm rồi. Mất 6 năm á? Thế... Cô bị đau thì 5 năm rồi. Con đau 5 năm. Bố chồng 6 năm. Thế là bố mất xong là con bị. Thế là cô là còn mấy chị em? Tức là còn bao nhiêu con ấy? Ba mẹ con à? Ba mẹ con. Nhà này chỉ có ba mẹ con à? Hai chị, một chị đi học ở dưới Thanh Nguyên. Thanh Nguyên này chắc là lớn rồi ha. Nhưng mà một đứa chị cả thì nó đi lấy chồng rồi. À, một đứa chị cả đi lấy chồng, một đứa đi học ở Thái Nguyên, một đứa bây giờ là đi học. Một đứa đi học lớp 3, đứa này nó học nhưng mà nó không học, nó bị đau, nó bỏ học. Này là đợt trước học đến lớp mấy? Lớp 2 thôi. Ở lớp 2 nhá? Ừ, nó thích cho lấy chồng. Lớp 2 nó nó chạy, nhưng mà cùng học co quả em ạ. Con lớp 7 rồi. Vâng. Học lớp 7. Cái này bây giờ nhìn cũng tội nhỉ. Cái này thì không biết là thế nào. Tức là được đi ở Hà Nội rồi chứ không phải là còn ở ngoài tỉnh nữa các bác ạ, nhưng mà mỗi tội là bây giờ mà nó đi học nó đi ra đi bệnh viện đấy là người ta tia thì nó không cho tiêm. Bé này không cho tiêm thì nó xuất ngọc khay xuất ngọc sinh ngày khóc cứ gọi bố, gọi bố thôi mà bố chế rồi nó bị khóc gọi bố thôi. Người ta mới sợ hay là đau ấy không phải là đau nhưng mà nó sợ đau nhìn thấy tiêm nó sợ nó khóc. Bố mất rồi người ta không biết thế nào nhưng mà gọi bố thôi không biết kìa. Làm nào được, giờ bố thì nó mất. Bố trước là bị bệnh hay là bị bố trước bị đau, bị đau chết. Đau khoảng 2 tháng rồi chứ. Khoảng 2 tháng rồi chứ. Thế bây giờ trong căn nhà này là chỉ còn ba mẹ con thôi. Còn bên bây giờ thì ba mẹ con thôi. Quanh khu này thì em thấy nhà gần như là xây gần hết rồi, chắc chỉ còn mỗi nhà chị thôi. Đúng rồi. Tại vì là hiện tại là đang bị, nói chung là cháu này nó lại bị như thế, với lại gia cảnh cũng khó khăn, một mẹ với lại ba con. Thế là em đi học là bé hơn cậu này à? Bé hơn. Bé hơn. Chắc là được bao nhiêu tuổi rồi chị? 8 tuổi thôi. 10 tuổi. Em là được 13 à? 13 tuổi. Em là được 13. Khó khăn nhỉ? Cả nhà bố mẹ khăn quá, chật biết là thế nào. Khổ mà, no mấy con lợn thì nó chết hết. Đây chị vào đây nói chuyện một tí. Đi vào đây. Em đang đứng lên nó được. Đây, tại vì cái máy quay đi quay lại nó không quay được. Chị vào đây. Chị gái là nhà ở ngay đây à? Ngay đây. Ở đây. Có chị em gì với cô không? Dạ. Có chị em gì với chị với... Có anh em không? Không. Không à, hàng xóm rồi.
Thế là nhà chị là nuôi mấy con lợn là cũng chết hết. Lợn chết, chết hết cả bò thì không có. Không có. Cái gì cũng không có. Không biết là ngô một năm có đủ ăn không nhỉ? Ngô thì đủ ăn. Đủ ăn mình thường. Là nhà nước nuôi mình thường. Nhà nước nuôi cả con. Tức là cũng được nhà nước hỗ trợ một phần. Giống kiểu là mẹ đơn thân ấy. Mẹ đơn thân. Dạ. Thế là cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chẳng như bát chẳng 40 tuổi. 40, thế còn trẻ đấy nhỉ? 40 phải có... Tuổi gà. Chị ấy chứ. Tuổi gà. Tuổi gà. Tuổi gà là tuổi... Tuổi dậu. Tuổi dậu. Tuổi lợn. Tuổi lợn. Tuổi lợn. 40 thì 40 tuổi. Gần 40 rồi á? Chân 40 đến gần 83 thôi. Nhìn già nhỉ? Công già quá. Không có chồng thì mình cứ tự lo ấy. Mình cô ấy khác tự lo hết đấy. Tự lo ấy, nuôi cô nữa, nuôi bò, nuôi lợn. Thế là bây giờ có con bò nào không? Không. Không có, có cậu đi làm xong là cậu làm. Đưa Hà cậu đi dắt là... hai con để ra... nuôi. Cậu nó thấy bà chồng của cậu đi làm xong là không có ai nuôi xong là cậu bảo là nếu mà cô không có cái gì nuôi ấy, ở thôi thì giúp cậu nuôi hai con bò. Hai con bò ừ. Khi nào mà cậu về thì cậu về thì dắt đi. Dắt đi. Thế là bây giờ trong nhà là có hai con bò của cậu. Của cậu không phải. Thôi, khi nào mà vợ chồng cậu về thì cho 1 triệu. À, cho 2 triệu thôi. Thế là đi bao nhiêu lần nuôi bao nhiêu lâu mới được 1 triệu. Hai tháng một tháng chỉ được một chỉ được 2 triệu thôi thế là. Nhưng mà mình ở thì mình đảm bảo thôi, mình chả biết làm gì nữa thì không có tiền nữa, cũng nuôi thôi. Nói chung cũng vất vả. Bây giờ thì kiểu là bao nhiêu thì gánh vác thì chồng nó làm rồi, nhưng mà không may thì bây giờ chồng lại mất như thế thì bây giờ là một mình chị với lại bao nhiêu đứa con nữa. Nhưng mà chị cũng rất là giỏi đấy, cho con đi học hành tận Thái Nguyên. Con gái hay con trai? Con gái. Con gái. Con gái nó đi học lớp 10 Thái Nguyên. Lớp 10 ở Thái Nguyên. Rồi. Thế bây giờ ở nhà còn một em thế này thì như cháu không biết là ăn uống được không? Ăn uống thoải mái. Vẫn bình thường thôi đúng không? Bình thường ăn nhưng mà nó nhịt nhưng mà mình thương nó lắm. Cũng thương mà. Thương nó lắm. Nhìn cứ người nó cũng không được như bạn đứa bé, chơi nhiều khi cũng ngại. Dạ. Tại vì là bệnh tật. Ok, hôm nay lên thì có gia đình có ít quà của cụ ông 90 tuổi ấy, là có giúp cho chị là 1 triệu. Hôm nọ là xuống nhà cô May ở trên đường này, nhà mày. Ờ. Máy. Ly máy cùng anh em. Vâng, cái này đây mẹ đây phải không? Mẹ của cháu đây. Đây mẹ của cháu. Đây thì có phần quà của cụ ông đồng ấy, 90 tuổi nha, giúp đỡ cho cô và cháu trao lại cho cô. Cho xong đó tuân mua tao né mà nên thôi, nên hành lý nó được chỉ bao cái ông nên nó đây. Nên cho tệ tôi là cứ tệ thế là chứ. Mình cảm ơn tí. Đây, vâng. Ó tuân lo tệ có sao. Rồi. Rồi thế thì vâng vâng, đấy thì cũng là phần quà do anh em kết nối thôi, là phần quà của ông 90 tuổi rồi các bác ạ. Chúc hai mẹ con là sẽ mạnh khỏe. Đấy, còn em bé này thì sau hôm nay thì để xem là các bác xem mà nó bị làm sao nhiều ấy thì để còn biết là nhưng mà khổ nỗi là đã đi Hà Nội rồi cơ. Dạ. Trước đi là có vết mổ đây này. Cậu đã từng mổ một lần rồi. Mổ rồi. Mổ xong rồi. Mổ một lần rồi mà mổ xong hết. Gần khỏi thì nó lại thấy gan rồi. Giống như kiểu không. Tức là gần khỏi nó lại ra. Nó lại thấy nó tự ra là nó tự tháo ra luôn. Tức là bây giờ là càng dần nó càng lan ra đấy. Đợt trước hình như là nó hẳn còn chưa có cái hột ở chỗ mắt này. Trước thì có một ít ở chỗ mắt này. Chỗ này là mới có thôi này. Chỗ mà nó mũ rồi, nó không phải lên trên mắt rồi. Bây giờ nó mới bắt đầu là mình nhìn thấy cái này này. Đấy. Đây, cho anh em vào trong nhà xem nhà chị một lúc nhé. Vâng vâng. Chị cắt tiền đi ạ. Ông bà kia bố cho chị. Này là bố và bố con lên đấy. Em là được trước là đi học lớp 3, bây giờ nói được tí tiếng nào không hả em? Chị vẫn nói được một tí à? Đây, để quay về đây nói chuyện. Thế là bây giờ xính không đau ở đây đâu phải không? Không à? Thế, tay chú sờ vào này có đau không? Không á?
mô mô đây có bắn mà chảy máu này đau là cái chảy là cái trên mắt này đau này cái trên mắt này bị đau không nó bảo là không đau bây giờ lại không đau. Bố mẹ đưa bắt đứa con nó ngô cả ngô hay cực đầy chứ này. Ờ đấy. Đấy đấy. Nói chung là bà mẹ này chịu khó đấy nhỉ. Chịu khó. Không có rượu, suốt ngày không đi làm thân làm tính. Vâng. Nói chung là bây giờ kiểu là cũng hãng còn một mình với lại bao nhiêu đứa con như thế này nữa thì tìm được bà mẹ như thế này cũng hiếm đấy bác ạ. À. Không phải là đơn giản đâu. Đấy thì ngô thì cũng có. Nói chung là hiện tại thì trông thấy là có khả năng là để mà nói bà con dùng quanh năm thì cũng tạm. Ồ mưa à? Phải mưa luôn, gió có cơ. Trên này cũng hỏng hết rồi nhờ. Nhà này hỏng hết rồi, không có bó đấy thì không biết nói. Không có tiền nữa, chẳng biết gì. Cứ quanh năm cũng chỉ ở nhà như thế thôi. Thấy cô vừa nói là hai cái con bò này này là của ông cậu thôi các bác ạ. À, ông vừa mới lấy về để nuôi dế để hàng năm là ông cậu đi làm thuê về là cho 1-2 triệu các bác ạ. Hai con. Kiểu cô bây giờ là cũng bà con đồng bào vùng cao ấy thì bây giờ hiện tại hết mùa ngô cũng gần như là cũng không có việc. Hai con này to. Nhà thì xem những cái xung quanh là chủ yếu là những vật dụng thô sơ thôi các bác ạ. Cũng xuống cấp lắm rồi nhưng bây giờ là hoàn cảnh gia đình này còn mỗi người mẹ với lại mấy đứa con đâm ra là làm cái gì cũng khó khăn hơn. Em bé này nhìn lanh nhỉ? Em bé là lanh này. Ừ. 10 tuổi hơn mà. 10 tuổi. Con của anh à? Em bé này con anh à? Có của anh rể. Con anh rể á? Ừ. Thế hôm nay bị làm sao mà ở nhà làm cúng? Thiết phong tục à. Mông thì một năm thì hàng bao nhiêu lần một tí lại mông à. Nhưng mà ý là phải đau thì mình mới cúng chứ. Ờ phải đau mình cúng, không đau mình cúng cúng gì đâu. Ờ thế. Thế là đau này... thì được, cũng xong thì là không khó thì phải đi bệnh viện thôi. Đúng rồi, nhưng em bé là bị đau gì? Bị đau ở đâu? Không đau. À cúng người khác thôi gì? Cúng nhưng mà nhà của mẹ nó thì cúng. Rồi. Ngoan nhỉ? Thế hôm nay anh quay đâu? Em ở ngay Mèo Vạc nữa cơ mà. Ừ. Nhưng mà lên đây mấy lần rồi, hôm nay hôm nọ đưa May nó đi xuống Hà Nội. Thật ra là thấy em này. Vâng, thì lại mới lại quay về đây xem tình hình cái hoàn cảnh của cậu này như thế nào ấy. Thì hoàn cảnh của mẹ cũng khó khăn ấy. Bố thì mất sớm rồi, cũng nghèo. Vâng. Thì không biết làm gì, cũng nghèo. Bà mẹ này là cũng vất vả. 5 năm. 6 năm rồi. Chết xong thì một bộ một là cho bố hết thì không có gì rồi. Khó nhỉ. Vâng, ok, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh lên nói chuyện không nghĩ em tiếng Mông người không biết nhiều. Không biết thì anh phải tiếp Mông thì phải yên là biết ý thôi nhưng mà tiếp cân thì anh rõ. Vâng. Anh rõ em. Vâng, ok. Thế nhá. Vâng. Anh phải vào chơi một tí nữa. Dạ thôi được ạ.